Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món đỗ cô ve xào thịt. Đây là một món ăn rất là ngon và dễ làm. Nguyên liệu chính thì gồm có đỗ cô ve, thịt lợn, cà chua, hành khô và hành lá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nhé. Đầu tiên là đỗ cô ve thì mình cần phải bỏ hai đầu của đỗ đi. Đây là những phần không thể ăn được. Đồng thời thì mình cũng tước phần chỉ dọc hai bên của quả đỗ. Sau đó rửa sạch các bạn nhé. Để làm món đỗ cô ve xào thì chúng ta sẽ thái đỗ ra thành những miếng chéo và nhỏ như thế này. Nếu như mà chúng ta vặt ngang, bẻ ngang thì món ăn sẽ bị cứng. Mình thái vát như thế này sẽ làm món ăn mềm mại, ngon hơn. Ở đây mình dùng 300g đỗ cô ve để xào cùng với 200g thịt lợn các bạn nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta nên thái đều tay để được những miếng đỗ đều nhau. Chiều dài của các miếng đỗ khoảng hơn một ngón tay như thế này. Đối với quả cà chua thì mình sẽ bổ múi cau các bạn nhé. Chúng ta bỏ phần cuống này đi. Quả cà chua này có khối lượng là 80g. Tiếp theo là hành lá. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc. Bởi vì các nguyên liệu chúng ta đều thái dài cho nên hành lá mình cũng thái khúc dài các bạn nhé. Khoảng 4-5cm. Thịt lợn thì mình sẽ thái dạng con chì các bạn ạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ thái ra thành những miếng vuông dài. Những miếng vuông và dài khoảng một ngón tay như thế này. Bởi vì là đỗ của chúng ta thì mình cũng thái dài, cho nên là việc mình thái thịt theo hình dài như thế này thì món ăn sẽ trở nên là hài hòa với nhau. Chúng ta thái ra thành những miếng vừa ăn như thế này các bạn nhé. Đối với củ hành khô thì chúng ta cũng rửa sạch, sau đó thì mình đập dập và bắt nhỏ. Đối với món ăn này chúng ta không cần phải băm quá là nhuyễn hành đâu, mình chỉ cần băm nhỏ là được các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào. Mình dùng một chiếc nồi có đáy lớn để xào đỗ. Bởi vì đỗ thì sẽ không ngót đi nhiều nên chúng ta cần phải dùng một chiếc nồi có đáy lớn. Hoặc là chảo sâu lòng cũng được. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào
trong nồi. Khi dầu ăn đã được nóng ra thì mình cho hành vào để phi thơm. Mình cũng thêm vào một chút nước mắm để khi phi thơm hành mỡ sẽ được thơm hơn các bạn nhé. Các bạn đảo đều tay tránh để cho hành bị cháy. Khi hành đã được phi thơm thì chúng ta cho cà chua vào để xào chung. Mình xào sơ cà chua đến khi cà chua chín tái. Tiếp theo mình sẽ cho thịt vào để xào chung. Mình chia thêm một chút nước để tránh cho thịt bị cháy. Khi mà thịt chín tái thì chúng ta cho đỗ vào để xào chung. Mình đảo đều, sau đó thì đậy vung lại, hạ nhỏ lửa các bạn nhé. Chúng ta đun trong khoảng 5 phút để cho thịt và đỗ cùng chín. Trong thời gian đun chúng ta cũng cần kiểm tra thường xuyên, tránh để cho thịt và đỗ bị cạn. Thịt và đỗ đều tiết ra nước, tuy nhiên là món này thì sẽ không tiết nhiều nước. Mình cũng không nên đun quá nhiều nước đâu. Nếu như chúng ta đun quá nhiều nước thì món ăn sẽ mất đi độ ngọt tự nhiên. Sau thời gian đun thì thịt và đỗ đều đã chín rồi, chúng ta sẽ nêm thêm bột canh, bột ngọt và một chút dầu hào. Dầu hào sẽ làm cho các món xào ngon hơn. Chúng ta đảo đều. Cuối cùng thì mình thêm hành lá vào. Sau khi cho hành lá vào, các bạn nhớ phải đun từ 15 đến 30 giây để cho hành lá chín các bạn nhé. Mình đảo đều để cho các gia vị được hòa quyện đều với nhau. Ở bước này thì các bạn cũng bật to lửa lên để đun cạn hết phần nước còn lại này đi. Món xào chúng ta cần để lại một chút nước, tuy nhiên là lượng nước để lại chỉ một chút chút, rất là ít thôi các bạn nhé. Chúng ta cần phải đun cạn hết phần nước này đi. Các bạn cũng lưu ý là đối với món ăn này thì chúng ta nên xào chín tới để giúp cho đỗ có được độ giòn và ngọt tự nhiên. Nếu như mà mình xào quá lâu thì đỗ sẽ không còn giòn nữa và sẽ bị mềm nhũn.
Các bạn thân mến, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món đỗ cô ve xào thịt. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.